Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Khuyến Nông được phát sóng trên kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn Nông dân. Thưa quý vị, thưa bà con, với diện tích rộng hàng nghìn mét vuông và tổng đàn gần 200 con, thì khu trang trại nuôi bò sạch của anh Nguyễn Công Hội được xếp vào hàng lớn nhất ở Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô mà khi đến đây, nhiều người còn bất ngờ bởi phương thức chăn nuôi của nông trại. Nhạc giao hưởng sẽ giúp cho những chú bò được thư giãn, vui vẻ hơn. Máy móc dần thay thế sức lao động và điện thoại. Máy tính trở thành vật bất ly thân của người nông dân hiện đại. Nhờ công nghệ mà anh Hội đã có thể dễ dàng giới thiệu sản phẩm bò sạch của mình đến với người tiêu dùng chỉ sau vài phút. Khoảng cách từ nông trại đến bàn ăn chưa bao giờ lại ngắn như hiện nay. Ảnh sản phẩm rồi up lên trang Facebook cá nhân hay các chợ trực tuyến của cả khu chung cư. Từ lâu, ngoài việc chăn nuôi ở chuồng trại thì làm việc online cũng trở nên quen thuộc với anh Hội. Nhanh chóng, thuận tiện, dễ sử dụng và không phải trả phí là những tiện ích rất lớn mà mạng xã hội đã đem lại cho anh trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Nông dân 4.0 bây giờ cũng là rất tiện ích là chúng tôi có thể bán hàng online. Đấy, rất là hiệu quả qua những kênh như là Facebook hoặc là nhóm Zalo hoặc là những cái website, thậm chí kể TikTok chúng ta cũng có thể bây giờ là cũng bán hàng được. Hiện nay có một số quy trình nuôi bò cho chất lượng thịt thương phẩm tốt như mô hình an toàn sinh học, mô hình Việt Gáp hay Global Gáp. Và gần đây là mô hình từ nông trại đến bàn ăn hay còn gọi là 3F mà nông trại của anh Hội đang áp dụng. Tuy nhiên, trong ma trận của vô vàn nhãn hiệu thì các thượng đế thời nay hiểu và lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn, sản xuất theo chuỗi 3F như thế nào? Là thực phẩm không có hóa chất và nhìn màu sắc thì tự nhiên và tươi một chút ạ. Là một sản phẩm rõ, nguồn gốc và chất lượng đảm bảo. Cái 3F thì là gì chị? Ba F là viết tắt của ba từ tiếng Anh Feed, Farm và Food, tạm dịch là chăn nuôi, nông trại, thực phẩm, tức là quy trình sản xuất thực phẩm an toàn từ nguồn cung cho đến quá trình chăn nuôi và cuối cùng là sơ chế và cung ứng thực phẩm. Để hiểu rõ hơn nữa, chúng ta hãy cùng tới với trại bò của anh Hội. Mái chuồng được lợp bằng tôn lạnh, có hệ thống chống nóng vào mùa hè. Cửa đầy cơ động có thể cản gió mưa và chống rét vào mùa đông. Bên trong được trang bị quạt gió, hệ thống máng uống tự động, máng ăn lát gạch vừa sạch sẽ vừa dễ vệ sinh. Môi trường sống như vậy với bò có thể nói là khá tiện nghi. Bây giờ tất cả những cái trang trại hoặc là làm nông nghiệp thì bây giờ đều ứng dụng 4.0 hết. Nên là trang trại tôi thì theo quan điểm là sẽ áp dụng tối đa những cái gì nó chuyên nghiệp. Thì khi chuyên nghiệp rồi thì chúng ta sẽ đỡ được nhân công và sẽ có hiệu quả cao nhất. Từ lúc nhập giống, anh Hội đã tuyển chọn những con bò có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đủ tiêu chuẩn từ các trại giống uy tín. Quá trình nuôi tuân thủ nguyên tắc an toàn sinh học, thức ăn chăn nuôi tự phối trộn, phần lớn có nguồn gốc từ tự nhiên, không sử dụng chất kích thích tăng trưởng, không chất tạo nạc. Con giống và nguyên liệu chúng tôi đều chủ động và đã sàng lọc rất kỹ. Mà sau khi về, kể cả con giống về cũng sẽ tiêm phòng và vaccine đầy đủ. Đấy, và cái nguyên liệu là sẽ chủ động của trang trại 100%. Cái phần thô xanh thì nguyên liệu tận dụng thì chúng tôi là hầu như của trang trại, còn phần cám thì là của những công ty mà nhà nước cho phép và không dùng bất kỳ một cái chất kích thích nào để có tồn dư được cái của để lại của con vật. Cứ sau giờ ăn, anh Hội lại bật vài bản nhạc, không phải để giải trí cho bản thân hay cho những người công nhân trong trại mà đối tượng thụ hưởng chính lại là đàn bò. Âm thanh phát ra từ điện thoại và được khuếch tán đều khắp khu chuồng rộng tới 400 m2 qua dàn loa,
có công suất 65W. Cách làm này anh học hỏi theo người Nhật khi nuôi bò đặc sản nổi tiếng Kobe. Những cái mô hình gì mà thành công, mô hình gì mà để cho ra những cái sản phẩm tốt nhất thì tôi sẽ đầu tư. Và không tiếc để đầu tư để cho ra cái sản phẩm tốt để phục vụ cho khách hàng. Và sau một thời gian áp dụng thì tôi thấy là thứ nhất là con bò của mình cũng thấy lành tính hơn. Đấy, ăn và ngủ tốt hơn. Trung bình bò mẹ cứ mỗi năm đẻ một lứa, còn bò thương phẩm sau 2 năm có thể xuất chuồng. Quá trình sơ chế, đóng gói hút chân không và phân phối tới tay người tiêu dùng được anh Hội và vợ mình tổ chức ngay trong ngày. Thị trường chủ yếu của bò sạch Hội Phú Quý là các cư dân trong khu chung cư An Bình cùng 3 nhà hàng được anh Hội mở ở cả Hà Nội và Ninh Bình. Giá cả thì so với mặt bằng chung thì có nhỉnh hơn một chút, nhưng mà chất lượng thì rất là tốt. Sản phẩm rất là an toàn, thịt thì có độ tươi ngon và đặc biệt là độ nhiệt tình của bà chủ là sẽ làm theo yêu cầu của khách. Khi mọi người ăn, mọi người sẽ thấy là thịt bò của Hội Phú Quý sẽ khác với thịt bò theo siêu thị. Nó có vị của thịt bò và nó có độ ngọt, độ mềm thì mọi người sẽ tự khắc sẽ bảo nhau. Thì dần dần thì nhân lên mọi người và tự như nó là một phương thức truyền miệng nhau ấy. Đa dạng hóa hình thức tiêu thụ và tăng cường quảng bá hình ảnh đã giúp trang trại Hội Phú Quý tiêu thụ hơn 100 tấn thịt bò mỗi năm. Lợi nhuận thu về cũng tăng gấp từ 1,5 đến 2 lần so với bán qua thương lái, đạt trên 2 tỷ đồng. Nơi đây được xem là cánh chim đầu đàn trong phong trào phát triển đàn bò theo hướng hiện đại hóa của cả tỉnh Ninh Bình. Thành quả cũng là sự khẳng định cho một cách thức tổ chức sản xuất mới liên kết theo chuỗi khép kín từ đầu vào đến đầu ra của một thế hệ nông dân mới, nông dân thời nông nghiệp 4.0. Thưa quý vị, thưa bà con, để tiết kiệm chi phí chăn nuôi, các nông hộ nuôi bò có thể tận dụng phần vỏ bỏ đi của quả dứa từ các công ty chế biến để ủ thức ăn dự trữ cho bò. Chi phí trung bình cho 1kg vỏ dứa sau khi ủ chỉ dưới 1.000 đồng. Không những rẻ, mà nguồn thức ăn bổ sung này còn cung cấp khoáng chất, vitamin tự nhiên, kích thích hệ tiêu hóa của bò hoạt động tốt hơn. Vậy kỹ thuật ủ vỏ dứa như thế nào để tạo ra nguồn thức ăn tốt cho đàn vật nuôi? Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn nội dung này. Để ủ 10kg vỏ dứa, bà con cần chuẩn bị thêm các nguyên liệu gồm 4kg cám gạo, 4kg vỏ lạc xe nhỏ, 1,5kg muối trắng. Bên cạnh đó là thùng có nắp đậy hoặc bao ni lông dày có dây buộc kín. Dứa thì chúng ta cung cấp là gì? Chính của dứa là cái vitamin và thứ hai là cái chất đường tự nhiên cho con bò và thứ ba là cái axit để làm tốt cho cái vi sinh vật trong dạ cỏ. Tiếp theo cái thành phần cám gạo thì tốt có cái lượng tinh bột cho con bò. Chúng ta tận dụng cái vỏ lạc để xay nhỏ đi. Thì một là nó có cái tinh dầu và thứ hai là cái vỏ lạc nó sẽ có tác dụng hút ẩm. Còn cái muối này thì chúng ta cũng là có tăng cường một là cái khoáng chất. Thứ hai là muốn để lâu là chúng ta phải có muối. Khi cho các nguyên liệu vào thùng, bà con chú ý xếp lần lượt các lớp nguyên liệu xen kẽ để đảm bảo các chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất phân bố đều. Như vậy, vi sinh vật có lợi sẽ có điều kiện tốt để hoạt động hiệu quả. Chúng ta cho dứa vào cái lượt thứ hai. Chúng ta cũng cho phủ đầy cái trên mặt trên của cái phi này. Đấy. Tiếp theo chúng ta lại cho một lớp cám gạo. Chúng ta có thể lắc đều. Tiếp theo chúng ta sẽ cho vỏ lạc lại rắc đều. Tiếp theo là lớp muối trên cùng. Lần lượt xếp tiếp các lớp nguyên liệu tiếp theo.
cho đến khi đầy thùng. Cuối cùng, dùng ni lông che miệng thùng và đậy nắp. Cách làm này giúp bít hoàn toàn các khe hở, tạo môi trường yếm khí ở bên trong thùng ủ. Khi mà chúng ta không cho không khí lọt vào trong ấy, thì tất cả những cái vi sinh vật nó sẽ phát triển cho vỏ dứa này lên men. Còn nếu như mà chúng ta cái thùng phi này mà không kín thì chắc chắn là cái dứa nó sẽ vi sinh vật nó sẽ bị chết, thì dứa là sẽ bị thối, và chúng ta nguyên tắc khi mà thối là chúng ta không được cho bò ăn. Theo các chuyên gia và nông hộ chăn nuôi có kinh nghiệm, sau từ 15 đến 20 ngày, quá trình ủ lên men sẽ hoàn thành. Vỏ dứa thành phẩm có màu vàng nâu nhẹ, mang mùi thơm đặc trưng của dứa và cám gạo. Lúc này, bà con có thể dùng để phối trộn với các loại thức ăn khác theo tỷ lệ 70% thức ăn thô xanh, 10% dứa ủ, 18% bã bia, bã đậu, 2% cám tinh. Mặc dù dứa ủ có nhiều vitamin, khoáng nhưng cũng chứa nhiều axit, chỉ cho ăn lượng vừa đủ. Nếu cho ăn quá nhiều sẽ không có lợi cho dạ dày của bò. Thưa quý vị, thưa bà con, trong tiểu mục Góc Tư Vấn ngày hôm nay, chúng tôi xin được tư vấn cho những câu hỏi liên quan đến bệnh trên đàn bò. Đầu tiên sẽ là câu hỏi của khán giả Trần Đình Mạnh ở tại Hà Nội. Anh Mạnh có hỏi, hiện nay thì tôi đang có một đàn bò 15 con, trong đó thì có một con bò nái vừa mới đẻ được 3 ngày, bị sưng một bầu vú, không tiết sữa. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Anh Mạnh thân mến, theo chuyên gia thì bò của gia đình anh đã bị tắc và viêm tuyến sữa. Để điều trị thì anh cần phải thực hiện ngay các biện pháp sau đây. Vệ sinh, tiêu độc chuồng nuôi và ngoài môi trường. Dùng nước ấm 45 độ rửa toàn bộ núm vú. Dùng cồn iodin 10% nhúng núm vú, thực hiện 3 lần một ngày vào sáng, chiều, tối trong từ 7 cho đến 10 ngày. Dùng thuốc amoxicillin hoặc enrofloxacin tiêm bắp 5 ngày. Dùng thuốc caffeine cộng vitamin B1 cộng vitamin C tiêm bắp từ 3 cho đến 5 ngày. Dùng thuốc Catusan 10% tiêm bắp 1 lần một ngày trong 5 ngày. Tiếp theo, khán giả Bùi Văn Tâm ở Tây Ninh có hỏi, tôi nuôi 3 con bò thương phẩm được 1 năm. Khoảng 2 tháng nay thì một con có hiện tượng ăn ít, ốm, sốt trên 40 độ, chân hơi run, gầy đi, uống ít nước, đi ngoài phân lẫn máu và mùi rất hôi. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Dạ vâng, thưa anh Tâm, với biểu hiện như anh mô tả thì chuyên gia chẩn đoán bò của gia đình anh đã bị bệnh tiên mao trùng ghép với sán lá gan. Anh cần điều trị cho bò theo phác đồ tổng hợp sau đây. Dùng thuốc phát siêu lít tẩy sán lá gan cho bò. Dùng thuốc acidin trị tiên mao trùng. Liều lượng 1,18 g trên 2 tạ thể trọng bò, tiêm 2 lần cách nhau từ 5 cho đến 7 ngày. Dùng TIC cộng T-colivit mỗi loại 10 g trộn vào thức ăn cho 1 tạ thể trọng bò, ăn hoặc uống trong 1 ngày. Dùng trong 3 ngày chống tiêu chảy. Dùng giải độc gan thận lách TA 1 g trên 1 lít nước cho bò uống, hoặc 2-3 g trên 1 kg thức ăn tinh để giải độc, dùng 10 cho đến 15 ngày. Cho bò ăn thêm thức ăn tinh. Cho ăn cỏ tươi sạch, lượng thức ăn bằng 20-30% trọng lượng cơ thể của bò. Xin chuyển sang câu hỏi khác. Câu hỏi của khán giả Nguyễn Thị Nghĩa ở tại Sơn La, nội dung như sau. Con bò nái nhà tôi được 2 năm tuổi, từ mấy ngày nay thì có hiện tượng là bị chảy nước mũi, khó thở, kém ăn, gầy. Tôi đã tiêm thuốc kháng sinh để điều trị nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục trong trường hợp này như thế nào? Chị Nghĩa thân mến, theo chuyên gia, những triệu chứng mà chị mô tả là dấu hiệu điển hình của bệnh viêm phổi màng phổi ở trên bò, bệnh do vi khuẩn gây nên, và chị cần phải tiến hành điều trị như sau. Buổi sáng tiêm thuốc Ceftiofur 1 g trên 1 kg thể trọng. Buổi chiều dùng Visante 1ml cộng đầy sa thái 1ml tiêm cho 20 kg, tiêm 2-3 ngày liên tục. Dùng tê cúm gia súc cộng điện giải cộng super vitamin giúp tăng cường sức đề kháng, mỗi loại 1 g pha với 1 lít nước cho bò uống tự do, kết hợp chăm sóc nuôi dưỡng tốt. Thưa bà con, những tư vấn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Khuyến Nông ngày hôm nay. Xin được cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.